Lợi xin kính chào cô bác chị các bạn. Xin chào. Xin chào. Trước tiên mấy anh em ở đây cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và an. Chào em. Em tên gì em? Em tên Nhanh. Nhanh hả? Nhanh. Nhanh hả? Dạ. Em ở đâu? Em ở Tiểu Cần. Tiểu Cần chị Vinh hả? Dạ. Thường ngày em làm gì? Em đi bán vé số. Sắp giờ bán được vé số rồi. Dạ em lấy 200 tờ mà em bán được được mấy chục tờ rồi, còn trao lại 100 mấy à. 100 mấy hả? Dạ. Dạ bỏ bán tới chiều. Dạ. Em muốn thử thách hả? Ăn uống bia. Dạ. Em nó cũng nghĩ là em muốn thử thách. Thì hôm nay mình cho em thử thách. Coi như là em ăn uống bia 3,5 kg uống bia. Em hết trước trong vòng 17 phút. Em có 1 triệu. Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi ok, đây mình gọi quán sẵn ngay quán luôn. Rồi. Ông ơi cho anh em cho anh uống nhiều không ơi? Đây uống nhiều học căng gì mạnh thế không? À 1,2 kg em bỏ tô không luôn coi. Đúng 500 g bỏ hết mấy tô kia luôn nha. Vậy là 700 g. 700 g tô ạ. Rồi cũng thứ hai luôn bỏ hết rồi coi chủ quán bắt điều không. Rồi cũng thứ hai luôn em. Rồi thứ hai luôn. Rồi đúng luôn. Nhanh ơi giờ thế này em. Bây giờ em ăn trong vòng 17 phút nha. Dạ. Có mình một trời khó quá. Rồi lấy đồng hồ ăn cái không. Bây giờ nè em ăn hết trước. Hết nước hết trái trong vòng 17 phút là anh sẽ tặng cho em 1 triệu. Dạ. Ha. Em hiểu được chơi phải không? Dạ. Ok. Sơ cũng đại diện Nhanh tổng lời của bác chị bằng dùng uống kêu với Nhanh. Rồi xin mời các bạn ăn chung với mình nha. Rồi chuẩn bị bây giờ là tao pha thôi em lấy 1 triệu bỏ ra cho mình đi. Nhanh ăn hết có quyền bỏ túi đi Nhanh. Dạ. 1 triệu ra lấy đồ dành ra tôi. Ha, hiểu không? Dạ. Hiểu không? Rồi đứng ra tôi bắt đầu nghe không? 1, 2, 3 bắt đầu. Nhanh nhất có thể nha. Trong 17 phút. Em cứ tập trung ăn đi mà em nhìn vòng vòng ta đi chợ rồi em ăn không kịp á. Tập trung coi như là hết vào chuyên môn luôn. Nhanh này đi bán cái số mà vô tên mình gặp hỏi mình đã cho bạn ấy thi luôn thử thách mình luôn. Ăn nhanh lắm à Nhanh ơi, cố lên em ơi. Nhanh chưa từng thi kiểu này mà ăn như là ok có thể thắng mình. Hết nước luôn em. Nước nóng lát ăn sao đi. Nóng ăn sao. Đây. Thank you.
Hết tô nữa hả? Ăn cũng lẹ lắm. Dạ. Dữ quá. Ăn lẹ. Hết trước 17 phút có 1 triệu, cố lên nha em. Giấy số em bán, à, coi như là 1 triệu nè, em đi bán giấy số là 5 ngày đó. Sao chị em đi thêm sơn quá, chị bán bún thêm sơn quá. Anh sẵn lòng, mời em. Tham gia. Anh Nhan chồng chị Quận ăn cũng dữ lắm á anh Hơn. Hả? Anh Nhan ăn cũng dữ lắm á. Ừ. Chè cho nước anh Nhan ăn dữ lắm á, không có giỡn đâu. Em có đi đám mà, em đi chụp em thay em biết. Mới thử thách. Cố lên, cố lên, cố lên mới nổi. Không cố là không nổi rồi. Ăn cũng nhanh đó. Ăn cái này có thể thắng mình. Có thể vượt qua thử thách này. Nhưng mà biết sức chứa hay sao đây? Mới có 3 phút mà hay đâu mà sức chưa tính nước nha. Ừ, không biết sức chứa hay sao. À, bạn nhanh thì bạn nói với mình là bạn ăn thường là bạn ở nhà bạn ăn là 10 gói mì bình thường. Hôm nay coi sao. Nhanh này có sức khỏe ăn. Ăn ăn thức lẹ mà sức ăn cũng ok luôn. Cố lên nhanh ơi cho vượt qua thử thách này luôn em ơi. Ăn cái đà này là vượt qua thử thách này. Lấy 1 triệu nghỉ bán cái số 5 ngày. Em đừng có nhìn ai hết á nhanh, em cứ tập trung vào cái tô đồ ăn em ăn chứ mới kịp thời gian. Người ta đứng coi cậy người ta, đừng nhìn. Thank you.
rất hay. Cái đối thủ này cũng đá gồm với trong team mình à, xứng tầm với chị Tung nè. Ở Trung Quốc hết 3,5 kg này là ok luôn á. Ô, nghỉ bán cái số đi theo anh luôn. Anh sẽ cho em đi Sài Gòn một chuyến luôn. Cố lên em, làm hết 5 tô này là tức là 3,5 kg trừ cái xương ra đi, trừ xương ra cũng còn 3,2 kg em. Đúng rồi. Ăn hết 3,5 kg này, bắt đầu ngày mai đừng lấy số nha nhanh. đi thôi anh luôn. Lần sau lên Sài Gòn ăn bò giác vàng cho biết luôn, lấy 10 triệu em. Lên Sài Gòn ăn bò giác vàng lấy 10 triệu. Quá hay luôn. Còn 8 phút nữa. Kẹp 17 phút. Em ăn nước, em đừng hạn chế uống nước. Chứ em uống nước là có thể no. Thôi không có nữa, là 4 tô nước. Thời gian là 10 phút 4 mấy giây rồi, còn 7 phút nữa em ơi. Cái đồ ớt mà 17 phút này thì ăn cũng bình thường thôi, vẫn vượt qua được. Tại vì cái số lượng như thế này mà 17 phút thì ăn, như em nói ăn thì cũng mình thấy cũng chưa nhanh lắm. Hỏi mà ăn nổi thì vượt qua thử thách. Kẹp kẹp dưới kẹp, nhưng quan trọng có chứa nổi không thôi, quan trọng là chứa nổi hay không nữa. Tại em nó nói là nó ăn 10 gói mì là bình thường. Thank you.
con tiền nghĩa địa gì có ăn 6 tô đó ăn 6 tô á. À, nghỉ bán cái số 5 ngày. Bán cái số. Ngưng luôn em ơi. Ngưng em nghe ngưng đi. Trời em bị đốt đau rồi. Phải rồi. Bệnh tại vì bệnh nó cảm á chịu qua. Rồi không sao em. À, có chuyện này em không có vượt qua thử thách thôi. Có chưa em đầu ăn nha em. Ê, cứ vậy là đầu ăn. Không vậy là cũng hay lắm rồi em. Tông. À, lấy bác sĩ gửi cho em nói chung anh Tông. Đang lý em không vượt qua là em không có tiền. Nhớ là nhanh. Đang lý em không có tiền nhưng mà em bán cái số hay cho nghiệp em tặng cho em bác sĩ nha. Nếu mà đúng có bác sĩ của em. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Ừ. Chưa Tông. À, ăn có gì chưa quen. À, mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị, các bạn đã dành thời gian đi báo xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. À, mấy anh em mình là cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, dùng năng, chào lỡ bye.